Liên quan đến vụ việc địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An liên tục xuất hiện các hố tử thần, hàng trăm giếng nước sinh hoạt bỗng nhiên trơ đáy không rõ nguyên nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường đối với công ty cổ phần Tân Hoàng Khang. Theo đó, công ty Tân Hoàng Khang, địa chỉ khối 17 thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, do ông Nguyễn Văn Thủy, trú tỉnh Thái Nguyên, làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, đã bị phạt về hai hành vi vi phạm với số tiền 276.760.000 đồng. Hành vi vi phạm thứ nhất là lấn chiếm 18.380 m² đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. Về hành vi này, công ty bị phạt tiền 170 triệu đồng, đồng thời phải khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số tiền 36.760.000 đồng do thu lợi bất hợp pháp. Hành vi vi phạm thứ hai là không thực hiện đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vi Văn Khuẩy, sinh năm 1994, trú tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5 tại xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Công an xã Nhôn Mai phát hiện Vi Văn Khuẩy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Biết hành vi của mình bị phát hiện, Khuẩy đã nhanh chóng ném ma túy vào bụi cỏ ven đường để phi tang vật chứng. Tuy nhiên, không qua mắt được cơ quan chức năng và đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi là heroin có trọng lượng hơn 5,55 gram. Chiều qua, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã triệt phá sới bạc quy mô lớn ở phường Mỹ Long. Thời điểm trên, có khoảng 30 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất trống ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long. Khi thấy cảnh sát ập vào, nhóm người này bỏ chạy, một số ném tiền ra xung quanh, nhiều người có thái độ manh động là ó. Cảnh sát đã khép kín vòng vây, chặn các lối thoát và bắt giữ 30 người liên quan, tạm giữ 190 triệu đồng. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán động vật hoang dã là loài hổ để nấu cao bán kiếm lời. Trước đó, cảnh sát bắt quả tang ông Đỗ Văn Lấn, 48 tuổi, trú huyện Thường Xuân và một số người chuẩn bị xẻ thịt một cá thể hổ tại nhà riêng để nấu cao. Khi khám xét, công an thu giữ một xác hổ nặng 145 kg đang được bảo quản đông lạnh, 5 kg xương động vật, 10 kg cao thành phẩm và 6 nanh vuốt. Vợ chồng ông Lấn đã khai mua con hổ trên với giá 130 triệu đồng. Sau đó, ông Hoàng Văn Hiến, 48 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra đầu thú và khai là người bán hổ cho ông Lấn. Còn ông Nguyễn Văn Liệu, 55 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được giao chở hổ từ Nghệ An ra Thanh Hóa giao cho khách. Cơ quan điều tra đang tạm giữ xem xét khởi tố các đối tượng trên về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện tạm giữ hơn 5.000 sản phẩm điện thoại di động và linh kiện phụ kiện điện thoại di động nhãn hiệu Apple, Vivo, Fireless, Oppo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, trị giá của tang vật khoảng 3 tỷ đồng. Qua điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định chủ lô hàng trên là Nguyễn Duy Thảo, sinh năm 1980, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Thủ đoạn của các đối tượng mua gom hàng hóa trên từ khu vực các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó thuê vận chuyển về thành phố Hà Nội để phân loại hàng hóa, rồi thuê hoặc gửi xe khách để vận chuyển đi tiêu thụ. Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay nhà hàng bán steak ở tầng 2 chung cư trên đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vì đã đánh bả 20 chú mèo hoang. Đến chiều qua, nhà hàng này chính thức đã lên tiếng thừa nhận do mệt mỏi, áp lực trong suốt thời gian dài nên đã hành động tiêu cực và dại dột. Trang fanpage của nhà hàng viết, mình thừa nhận đã làm sai với các bé mèo, không có từ ngữ nào có thể bào chữa cho hành động này của mình và mình xứng đáng nhận được những lời tiêu cực của mọi người. Mong mọi người cho mình cơ hội để sửa sai. Để bù đắp, nhà hàng nói rằng xin ủng hộ vào quỹ của trạm cứu hộ động vật tại thành phố Hồ Chí Minh một cách thành tâm nhất. Nhà hàng cũng phân trần về lý do rằng đã trao đổi với chị Y, một người kinh doanh tại chung cư, rất nhiều lần về tình trạng vệ sinh tại đây đã ảnh hưởng đến cuộc sống và nhiều hộ kinh doanh trong tòa chung cư. Hầu hết tất cả nhân viên và quản lý của hai lầu đều phải thay phiên nhau trong suốt thời gian qua để dọn dẹp chất thải của các bé mèo hoang. Sáng nay, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hiện trường tan hoang sau khi 11 chiếc xe ô tô đang dừng đỗ ven đường bị một chiếc xe bán tải lao qua gây hư hỏng. Theo đó, vụ va chạm liên hoàn xảy ra vào khoảng 5 giờ 3 phút sáng nay tại đường nội bộ khu chung cư Sunrise, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Rất may vụ va chạm này không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo người quay clip thì hàng loạt các loại xe như Mazda CX-5, Mazda 3, Mazda BT-50, Hyundai i10, Fortuner, Ford Ranger đều đã bị hư hỏng. Cư dân quanh đó bàng hoàng không hiểu chiếc xe ô tô bán tải gây tai nạn kia đi với tốc độ như thế nào mà có thể gây ra hậu quả đáng kinh sợ như vậy.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký quyết định số 653 về việc tặng bằng khen cho ông Phạm Tấn Lực sinh năm 1959, công dân tỉnh Quảng Ngãi, vì đã có thành tích phản ánh thông tin liên quan đến tiêu cực trong thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, tháng 7/2014, sau khi được nhà thầu thi công gói thầu A3 thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi nhận vào làm bảo vệ cơ giới ngoài hiện trường, ông Phạm Tấn Lực phát hiện nhiều bất cập cách làm tối của nhà thầu tại gói thầu A3. Sau khi thu nhập chứng cứ, ông Phạm Tấn Lực cùng với người dân địa phương nhiều lần gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan hữu trách của tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Mới đây, đại diện tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao chứng nhận cầu kính đi bộ dài nhất thế giới cho cầu Bạch Long với tổng chiều dài 632m thuộc xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cây cầu được sơn màu trắng, phần thân nối ngọn núi dài 305m, bắc ngang vực sâu khoảng 150m. Uốn quanh vách núi trèo leo tạo cảm giác mạo hiểm. Đứng giữa cây cầu có chiều rộng 2,4m này, khách du lịch có thể ngắm trọn vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nguyên sơ và con suối chảy phía dưới. Cuối chân cầu là hang Mường Móc hay còn gọi là hang Chim Thần, với các nhũ đá tự nhiên, công trình điêu khắc trên đá phản ánh đời sống lao động sản xuất của người Thái xưa. Vâng, những hình ảnh về cây cầu này cũng thay cho lời kết của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.